Hello, hello anh em. Chào mừng anh quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì trong video này thì chủ đề mình sẽ chia sẻ cùng với mọi người đó là top 3 cái vấn đề, nan giải mà game NFT hiện tại đang mắc phải và nó ảnh hưởng trực tiếp tới những nhà đầu tư, những người chơi game cũng như là cái ngách GameFi của chúng ta. Ok. Trước tiên thì chúng ta cùng view qua về tổng quan những dự án game mà đã được build trong cái năm 2021. Thì GameFi là một cách, phải nói là một cách cực kỳ phát triển và một cái trend cực kỳ mạnh của năm 2021, đặc biệt là dịp cuối năm. Và đây là cái danh sách tổng hợp số lượng GameFi mà theo từng tháng, từ tháng 1 2021 đến tháng 12 2021, thì anh em có thể nhìn thấy là sự tăng trưởng khá là đều, và đặc biệt những tháng cuối năm, tháng 9, tháng 10, tháng 11 này, tháng 12 này đang rất là mạnh, và mỗi tháng có tận hơn 1.000 cái game file ra đời. Thì đặc biệt là trong những game file mà các dự án làm đúng roadmap, đúng lộ trình và game ra cũng chơi được khá là ok. Thì ngoài những cái dự án tốt đó thì bên cạnh đó cũng có những dự án scam, rồi những án lùa gà, úp bô nhà đầu tư, có rất nhiều dự án mà không đi đúng lộ trình cũng như là chỉ kêu gọi vốn xong rồi để đó và cho dự án chết dần chết mòn. Thì đặc biệt điều đấy rất là nguy hiểm cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như là những người chơi game play to earn. Ok, thì top 3 cái vấn đề mà hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với mọi người, đó là đầu tiên top 1 mà vấn đề rất nan giải, đó là scam và lùa gà. Nó không chỉ diễn ra ở cái ngách game file, game NFT của chúng ta mà diễn ra trên toàn bộ thị trường crypto, trên cả cái hệ sinh thái DeFi, đặc biệt là những protocol lớn mà cũng bị hack tận mấy trăm triệu đô, cực kỳ rất là kinh khủng đúng không ạ? Thứ hai là về cái tính giải trí, entertainment, tính giải trí trong cái game play to earn nó như nào. Và thứ ba là vấn đề về lạm phát. Thì vấn đề lạm phát thì thực sự rất là khó, kể cả bài toán thường trực hàng ngày đã khó rồi mà khi mà họ đưa vào game blockchain, game NFT lại càng khó hơn. Đầu tiên là về vấn đề scam lùa gà, thì như anh em biết là để tham gia thị trường này, đặc biệt là trên cái DeFi này, thì cái vấn đề mà scam lùa gà diễn ra khá là nhiều, và đặc biệt trong cái ngách game file cái thời gian vừa rồi, thì sau khi mà cái gọi là cái trend đỉnh trend đi qua ấy, thì nhiều dự án game cũng mọc ra và theo đó là có những dự án scam lùa gà. Thì như trên màn hình anh em có thể nhìn thấy là đặc biệt là cái bộ ba rất là nổi trên cộng đồng mà rất là nhiều người đợt đó, thì mình nhớ là rất là nhiều đội đi siêu những cái con token như kiểu crypto ca này, crypto plan cũng như là crypto ga. Đây crypto ga đây, bạn có thể c ga đây, thì cái token giá đỉnh điểm của nó tận 11 đô này, hơn 10 đô, 11 đô mà họ xả, đội dép họ xả cho một phát liên tục về tận hơn 1 đô này, 2 đô này, và cuối cùng là bây giờ giá là bao nhiêu các bạn có thể ý ạ? 0,000, rất nhiều số 0 rồi đến số 5 này đó, và họ rút hết cả thanh khoản ra luôn. Thanh khoản bây giờ S cặp Sega và BNB chỉ còn 1.758 thôi. Ngoài ra thì còn có hai cái anh em của nó là CryptoK và CryptoBland, cực kỳ rất là nguy hiểm nhà đầu tư. Mà các bạn có thể nhìn thấy trên contract này, mà trên Basiscan contract của họ, token của họ này, tất cả các cái ví của các dự án như kiểu là team này, advisor, rồi ecosystem, rồi fundraising, rồi rất là nhiều, không có một cái contract nào, không có một contract nào khóa cả, họ đều mở hết. Thì đặc biệt rất là nguy hiểm đối với những dự án mà mở hết như này và họ có thể xả bất cứ lúc nào, bởi vì team của họ nắm hết mà, nắm hết con token, họ có thể đẩy lên và họ xả bất cứ lúc nào, cực kỳ rất là nguy hiểm. Mà không hiểu được đấy tại sao anh em lại có thể FOMO theo những cái dự án scam như này được, cực kỳ rất là nguy hiểm luôn đúng không ạ? Ngoài ra còn có rất nhiều dự án khác, một số dự án làm họ chỉ làm đến cái bước gọi là kêu gọi vốn thôi, IDO xong, bán IDO xong rồi họ cứ làm ảnh hàng cái đấy và cũng không phát triển game nữa. Đặc biệt là khi cái game nó đã kiểu là cái hot nhất nó qua đi thì họ cứ để ảnh hàng thế thôi, và cuối cùng thì dự án sập dần sập dần. Vấn đề tiếp theo là vấn đề tính giải trí, trải nghiệm gameplay trong game. Thì hiện tại thực sự mà nói game NFT thì vẫn chưa thể nào mà bằng game truyền thống chúng ta chơi được các bạn đúng không ạ? Đặc biệt là cái về tính giải trí cũng như là tính trải nghiệm trong game, đồ họa cũng như là gameplay và gọi là cái tính giải trí. Khi mà game truyền thống thì chúng ta có thể chơi bất cứ lúc nào mà chơi nó cực kỳ rất là vui và cuốn hút đúng không ạ? Và chúng ta có thể sẵn sàng nạp thêm tiền vào để mua các cái vật phẩm trong game để chúng ta chơi, chứ không như là game NFT chúng ta kiếm được tiền nhưng mà lại cái tính giải trí cực kỳ rất là kém luôn. Và đặc biệt thì người dùng rất là kén chọn nữa, đặc biệt là khi đã play to earn thì mọi người lại đề cao cái tính earn hơn là cái tính giải trí. Đó cũng là một vấn đề rất là nan giải của game NFT hiện tại. Thì để khắc phục được này thì cần có thời gian, và mình nghĩ là trong tương lai thì có những cái
game nó sẽ xuất sắc hơn về mặt tính giải trí những gameplay. Và cuối cùng mình nghĩ cũng là một cái vấn đề cực kỳ nan giải của cái toàn bộ cái thị trường game NFT hiện tại, đó là cái vấn đề lạm phát trong game. Thì như anh em cũng biết là 2021 được nổi lên đình đám với cái anh cả là Axie Infinity, thì họ cũng áp dụng, thời gian ban đầu áp dụng cái mô hình hai token á, một là token quản trị, token chính trong game, token thứ hai là token in game, tức là dùng trong game, được kiếm trong game ấy, thì cũng khá là thành công. Nhưng sau đó thì cái lượng người chơi cực kỳ là nhiều và dẫn tới sự lạm phát trong game, bởi vì thông thường á thì cái token thứ hai, tức là token phụ, token trong game ấy, thì được họ sinh ra là unlimited, tức là không giới hạn token luôn, các cái phần thưởng trong game không giới hạn luôn, đa số cái tựa game là như vậy. Và dẫn tới đấy là ý đầu tiên nhé, là unlimited là cái nguồn cung nó đã không giới hạn rồi. Thứ hai là cái nguồn cầu nó không có, bởi vì là những cái tính năng, những cái gọi là những cái mục đích sử dụng của cái token thứ hai đấy không thuyết phục được với người chơi, đặc biệt là không có nhiều tính năng để họ có thể là cái nguồn cầu cao lên để giảm được cái lạm phát trong game. Đấy là lạm phát về cái việc token, là cái mô hình hai token này. Và thứ hai là lạm phát về cái NFT, tức là như mọi người biết thì NFT sinh ra, nếu mà sinh ra một thời gian khá là nhiều, đặc biệt là khi mà họ mở bán, cũng như là những cá voi cá mập có thể là đầu cơ gom cực kỳ rất là nhiều cái NFT, làm những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người chơi nhỏ lẻ ban đầu muốn vào á phải mua cái giá cực kỳ là cao, bởi vì họ đã gom rất là nhiều cái NFT rồi của dự án rồi, và họ đã đẩy giá lên. Đấy là một cái điểm cực kỳ rất là khó đối với các dự án đó. Thì là ba cái điểm mà mình nghĩ là ba cái điểm vấn đề cực kỳ rất nan giải mà game NFT 2022 này cần phải giải quyết để cùng phát triển song song với game truyền thống. Thì theo anh em thì còn có những cái vấn đề nữa không? Chắc chắn là còn, đúng không ạ? Còn khá là nhiều, nhưng mà đây là ba cái vấn đề cực kỳ nổi trội và gây xôn xao dư luận cộng đồng game NFT hiện tại. Chính đó chính là scam lùa gà này, tính giải trí trong game, và cái phần về lạm phát của game, của token cũng như là của NFT. Ok, vậy là trong video này thì mình đã chia sẻ cho mọi người top 3 cái vấn đề nan giải mà game NFT hiện tại đang mắc phải, và muốn phát triển thì cần phải là có những thời gian cũng như là có những dự án game mà có thể là cải thiện ở những vấn đề này. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhớ theo dõi Bang Bang Gaming nhé, bằng cách là follow các kênh channel media của Bang Bang Gaming này. Đó, các bạn kích vào thì có YouTube này, Facebook, Twitter, Telegram cũng như là website, các cái bài viết cực kỳ chất lượng trên website, anh em đọc tham khảo tin tức. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.